Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh Long An trong đêm nay và chiều tối mai, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước tại các huyện phía Bắc xuống chậm. Dự báo ngày mai 2 tháng 12, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Quá là 1,1m, tại trạm Tân Hưng là 1,49m, tại trạm Vĩnh Hưng là 1,46m và 1,76m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức 1,45m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước xuống theo triều. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất vào ngày mai là 1,35m, còn ở trạm Bến Lức là 1,5m. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều, trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 21 giờ đến 23 giờ. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía Nam, sau có cường độ ổn định. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động mạnh. Nhiễu động gió đông trên cao tác động tốt hơn đến khu vực trong ngày mai. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Thưa quý vị, tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, sáng sớm có nơi có sương mù hoặc mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, sáng sớm có nơi có sương mù hoặc mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.